Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn đất để trồng cây hương thảo. Nguyên liệu gồm có trấu, phân gà và đất. Trộn lên. Đất ở đây mình chỉ có đất thịt thôi. Còn nếu bạn nào mà có đất của mua ở ngoài tiệm ấy thì có thể dùng đất đấy cũng được. Trấu phân gà ủ hoại. Đất thì các bạn có thể mua ở các cái cửa hàng bán giống, hạt giống cây, trồng cây, cây cảnh đều có. Đây là đất mình đã trộn xong. Phần tiếp theo thì các bạn hãy chuẩn bị một cái thùng xốp. Thùng xốp thì có thể ra ngoài chợ xin được các hàng hoa quả, hoặc là ra chợ đầu mối mua. Lấy được thùng xốp rồi về, thùng xốp này mua rẻ lắm. Thùng xốp này chỉ như mình mua ở các hàng chợ đầu mối chỉ mất chừng khoảng 5.000 một cái thôi. Rất là rẻ. Thì các bạn dùng kéo hoặc là dùng bất kỳ một cái vật dụng gì đó nhọn để chọc thủng cái thùng xốp này. Chọc thủng để cho lỗ, nó tạo lỗ cho thoát nước khi mà trời mưa to thì nó không bị ngập, không bị làm úng cây. Thì cây hương thảo nó khá đồng đảnh, chịu được hạn nhưng mà lại không chịu được úng. Mình xiên vài lỗ thôi. Mình xiên vài lỗ vào cái thùng này để cho tạo thoát nước. Mình đã đục lỗ của thùng xốp. Đấy, các bạn nhớ đục thủng như này để cho cây thoát nước tốt. Tiếp theo các bạn cho đất vào trong thùng xốp. Khi làm thì các bạn nhớ đeo găng tay vào nhé. Vì hôm nay, như hôm nay mình làm trời mưa mà không dùng găng tay thì bẩn lắm. Đất cho vào thùng xốp thì không cần phải đầy thùng đâu. Vì cây hương thảo hiện tại mình mới dâm cành ra, nó cũng nhỏ thôi, rễ nó chưa ăn nhiều ấy. Mình cho đất vơi vơi thôi. Sau này khi mà cây lớn lên một chút thì mình có thể đánh cây sang một cái chậu khác rộng rãi hơn. Thì lúc đấy mình mới cho đất nhiều. Còn bây giờ cây vẫn còn nhỏ thì không cần cho đất nhiều đâu. Đấy, các bạn san nó ra. San đều rộng. Đó. Mình làm ước chừng thôi, không cần phải chính xác là bao nhiêu, cứ do mắt mình nhìn thôi. Còn đây là cây hương thảo mà mình đã dâm cành ra 5 ngày là nó đã ra rễ rồi. Nhưng mà không phải tất cả. Mình sẽ làm một cái video khác hướng dẫn các bạn cách dâm cành, làm sao cho cây hương thảo ra rễ. Đây, mình chỉ dâm cành này. Hôm nay là mình dâm ngày từ ngày hôm 30 tháng 1, mà hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 là cây đã ra rễ. Đây các bạn nhìn, có những cây mà nó ra luôn cả rễ ở trên luôn, trên nách của nó luôn, trên nách cái lá này luôn. Đây, hầu như là đây mình dâm là bao nhiêu, 2, 4, 6, 8, 8 cành tất cả đều ra rễ. Thì hiện tại bây giờ mình chưa kiếm được chậu thì mình cứ trồng tạm tất cả 8 cành này vào trong cái chậu thùng xốp này. Tiếp theo mình sẽ trồng cây vào thùng xốp nhé. Mình lấy một cành thôi vì cái rễ
cây hương thảo này hiện tại nó rất là nhỏ, rất là dễ gãy, nên là các bạn cầm nhẹ nhàng thôi. Mình lấy cái bay hoặc là cái dầm đào một lỗ nhỏ nhỏ thôi, một chút thôi, đặt nhẹ nhàng cây hương thảo vào. Sau đó ta lấy tay đặt nhẹ, đẩy nhẹ đất vào để nhằm mục đích là cho cây hương thảo con này đứng thẳng. Mình đẩy đất sát vào. Rồi chút nữa cây nó chắc rồi thì chút nữa mình sẽ đổ thêm đất thừa ở ngoài vào nữa để cho cây còn chắc hơn. Lúc mà có gió mạnh hay là mưa to thì cây không bị đổ, không bị gãy. Mình lấy tay đào cũng được, tại vì là cái lượng đất ở đây nó còn mỏng ấy. Đấy, mình cách trồng cách xa nhau một chút. Để trồng cách xa nhau như này thì sau này mà cây có lớn ấy, mình có thể đánh ra một cái chậu to khác còn dễ, mà không bị làm đứt rễ của cây. Mình đang làm mà cầm vào cây thôi đã thấy thơm kinh khủng luôn các bạn. Mình mê cái hương của cái cây này lắm. Trước mình có mua cây giống, mình mua 5 cây nhưng mà bây giờ chỉ còn có 3 cây, 2 cây đã bị chết vì sâu bệnh. Thì cái thời đấy là mình mới chơi cây, mình chưa biết cách, bị sâu nó ăn mất 2 cây. Mình cứ cho cây vào và mình chèn đất, chèn nhẹ nhàng thôi để cho cây không bị gãy cái rễ vừa mới ra. Cái thùng xốp này nhỏ quá, mình chỉ trồng được chắc vào khoảng 6 cây thôi. Còn lại 2 cây con này mình sẽ trồng ra một cái chậu khác. Các bạn nhớ chèn chặt đất nhé. Mình sẽ chọn cái cây nó có nhiều rễ hơn. Ngoài ra, ngoài thùng xốp ra thì các bạn có thể mua những cái chậu nhỏ nhỏ hơn bằng nhựa ấy, để các nhà vườn người ta chuyên ươm cây giống ấy, cũng bán rất là nhiều. Mình có thể dùng cái chậu đấy, thì mỗi một chậu đấy chỉ ươm được một cây thôi, nhưng mà sau này mà cây lớn lên một chút ấy, thì mình chỉ cần bứng toàn bộ cái số đất ở trong cái chậu nhỏ đấy sang một cái chậu lớn hơn thì nó sẽ dễ hơn là ở đây. Mình đã trồng được 6 cây rồi. Tiếp theo thì mình sẽ thêm đất vào. Mình rải đều nhẹ nhàng để không, để cây không bị gãy nhé. Đất nó chèn mạnh quá cây nó gãy. Đây mình có một số chậu mà hồi trước mình đã mua để ươm những cây giống nhỏ. Hiện tại bây giờ thì còn thừa 2 cành hương thảo mà đã ra rễ rồi, nhưng mà cái thùng xốp này nhỏ quá nên là mình sẽ ươm tạm ra cái chậu nhỏ này. Thì cái chậu loại nhỏ, cỡ nhỏ này này thì rất là nhỏ, dùng cho những loại hạt giống là hạt ấy. Thế còn có cái chậu to hơn một chút nhỡ. Đây là mình tận dụng lại thôi. Đấy, ta lấy 2 chậu này. Rồi mình sẽ cho đất vào chậu thôi.
Có những cục đất nào mà nó to quá thì các bạn dùng tay bóp nhẹ ra thì nó vụn ra ngay thôi. Thì là trong quá trình mình trộn đất thì mình cũng không trộn kỹ, nhưng mà cũng không quan trọng, tại vì cây rất là dễ thôi mà. Đây, mình cho cành thả vào, mình đặt vào chậu. Vì cái cành này nó hơi bị cong, mình có thể đặt dài ra cũng được. Vì đây là chỉ là chậu ươm thôi, nên là cũng không nên quá cầu kỳ trong cái việc là làm sao mà mình chỉ cần cho cây đứng thẳng thôi. Còn sau này mình cho cây ra cái chậu lớn hơn ấy thì mình sẽ chỉnh sửa sau. Bây giờ mình cho đất vào để làm sao cho cây đứng thẳng vững chắc, cho ra nhiều rễ hơn. Thế một vài tuần nữa mà cây lớn hơn thì mình sẽ chuyển sang một cái chậu khác to hơn. Các bạn cho đất nhẹ nhàng thôi. Tại sao lại cho đất nhẹ nhàng? Bởi vì là dễ bị gãy cái rễ của cây. Thế sau đó tiếp theo thì mình mới tưới nước vào, thì lúc đó thì đất nó sẽ chặt, nó giữ chặt cái rễ cây vào chậu hơn. Đây, có cả lá cây cũng được nhá. Các bạn trộn, nếu mà có lá cây ở nhà mình hay là xin đâu đấy được thì dùng lá cây cũng được. Nhưng mà lá cây thì mình chỉ nên dùng những cái lá cây không có độc thôi nhá. Ví dụ như những cái lá cây xà cừ ấy là không được dùng đâu. Lá cây xà cừ nó có độc, nó hại cho cây. Đây, mình cho tiếp cành thứ hai vào. Đây, chậu thứ hai đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển cây ra một chỗ, đó là dưới gốc cây khế nhà mình. Thì hiện tại thì trời chỉ mưa nhỏ nhỏ thôi, cũng không to lắm, thì có thể để ở dưới tán cây to. Nếu mà nhà bạn nào mà có cái cây to thì có thể để dưới tán cây to cũng được. Còn nhà bạn nào mà không có thì có thể để những cái cây mà mình vừa mới trồng này ở dưới chỗ nào mà có ánh sáng ấy, nhưng mà phải có mái che để tránh mà mưa to quá thì sẽ làm hỏng cây. Mình sẽ đi lấy nước để tưới cho cây nhá. Mình lấy nước ở bể cá nhá. Nhà mình có nuôi cá cảnh thôi. Nhưng mà khi mà các bạn mà nhà không có nuôi cá thì lấy nước dùng nước máy, thì các bạn phải để ra một cái chậu từ hôm trước. Nếu mà các bạn dùng nước máy thì có thể để dòng xô chậu gì cũng được, cái gì đựng được là được. Trong một ngày, bỏ ra một ngày, trước một ngày để cho khử hết clo đi. Vì clo sẽ làm cho cây không phát triển được. Mình sẽ tưới nước nhá. Nhưng mà cây vẫn còn nhỏ ấy, thì mình tưới nước nhẹ nhàng thôi. Tưới vào cái phần rễ của cây ấy, để sao cho đất nó sẽ bị chèn chặt, nó sẽ chèn chặt vào cây, vào cái rễ, để cho cây không bị đổ. Ra trời mưa to thì mới sợ thôi, chứ còn trời mưa nhỏ thì cũng không đáng lo ngại lắm, càng tốt. Mình tưới đều nhá. Tưới đều. Ngày đầu tiên thì mình có thể tưới nhiều một chút, để sao mà đất xung quanh của cây đều ẩm. Cái chậu nhỏ này thì tưới khó hơn một chút, nhưng mà các bạn cố gắng tưới nhẹ thôi. Đấy, bây giờ mình đã tưới xong rồi.
thì các bạn cứ để theo dõi thôi. Các bạn cứ theo dõi nhá. Khi mà hôm nay là ngày đầu tiên mình sang chậu từ cái lúc mà dâm cành, sau đó thì đến ngày mai là ngày mai các bạn xem nếu mà trời mưa to quá hay là đất bạn, các bạn sờ vào đất này. Các bạn sờ vào đất này, nếu mà thấy đất nó khô ấy thì các bạn tưới một chút nước vào thôi, đừng tưới nhiều quá, vì nếu mà tưới nhiều quá thì dễ cây sẽ dễ bị úng. Còn đây là mấy chậu mình đã dâm cành, mỗi một ngày mình đều ra theo dõi. Thì các bạn để ý nhá, nếu mà đây là những cây mà nó đã bắt rễ vào đất mới rồi thì là cái lá cây nó rất là cứng. Các bạn sờ nhẹ vào thì lá cây nó cứng, tức là nó đã bắt rễ lên rồi. Thế còn một số cây ý, nó phát triển chậm hơn thì nó vẫn còn mềm. Ví dụ như cây này chẳng hạn này, hay là cây này, nó vẫn mềm. Nhưng mà so với hôm đầu tiên ấy, nếu mà giả dụ như các bạn nhìn thấy mà cây nó có bị ủ rũ sát xuống dưới đất ấy, thì cũng không sao cả, đừng có quá là sợ cây chết. Tại vì là cây đang chuyển sang một môi trường mới ấy, thì cần một thời gian để thích ứng ấy. Thì hôm nay là đến ngày thứ 6 rồi, thì như mình thấy cây này đã khá hơn rồi. Còn hôm đầu nó còn dí sát xuống dưới đất này cơ, nên là các bạn đừng lo. Sau đây những cây khác này đều đã cứng hết rồi này. Những cây này của mình này, hôm đầu nó ủ rũ lắm, tại vì hôm đầu là trời nó cũng hơi nóng một chút, thì mình nhiều khi mình bận công việc ấy, mình cũng không tưới được đều ấy. Các bạn lưu ý một điều là khi mà đã trồng ra đất rồi ấy, thì một ngày chỉ được tưới một lần thôi. Với thời tiết của khí hậu của miền Bắc mà mình đang ở Hà Nội nhá, thì với thời tiết như bây giờ mà trời kiểu khô hanh ấy, thì mình chỉ tưới một ngày một lần thôi. Tưới buổi sáng cũng được, tưới buổi tối cũng được, buổi trưa cũng được, buổi nào cũng được. Cứ lúc nào các bạn rảnh rỗi thì các bạn tưới. Không quan trọng thời gian đâu. Và cái quan trọng nhất là mình chú ý về cái đất. Nếu mà các bạn thấy đất khô thì tưới một chút. Ví dụ như những bạn nào mà trồng ở trên ban công ấy, thì nếu mà nó khô, đất nó khô mà trên đấy thì không có mưa tới, thì có thể tưới ngày hai lần cũng được. Nhưng mà mình vẫn lưu ý cái quan trọng nhất, đó là cái việc là phải thử đất. Thử đất thì rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể ấn tay vào đất này. Đất như này là vừa này. Đấy, nó không bị thấm vào tay mình, mà cũng không, khi mà mình cảm nhận ấy, mình sờ vào đất ấy, mình thấy rằng là nó không bị quá là ướt quá, nó cảm giác như là lúc mà bạn sờ vào một cái bùi nhùi mà nó ướt quá ấy. Đấy, như mình dùng này, chỉ hơi một chút nước ở tay thôi thì là như thế là nước rất là vừa, thì các bạn đừng có tưới nữa. Đây là cây hương thảo hồi đầu mình mua. Lúc mình mua thì nó còn nhỏ xíu ấy. Nó to hơn cái cây mà mình vừa mới dâm cành ra như các bạn vừa xem ấy. Và bây giờ mình trồng được tầm hơn một năm rồi. Nhưng mà cây này là mình vừa mới cắt những cái cành mà vừa dâm cành ra ấy. Ngoài cái chậu mà mình vừa dâm ra là 8 cành đấy, ngoài ra đấy mình còn rất nhiều các chậu khác mình đang dâm cành, nhưng mà mình chưa cho ra cái thùng xốp. Đây là ba cây mình để làm giống để dâm cành. Đây cho các bạn xem, mình đang thử nghiệm là mình cắt vài ngọn nhỏ của cái cây này, mình dâm thử xuống dưới chính gốc của cây mẹ luôn, để xem một vài hôm nữa nó có ra rễ không. Thì sau đấy nếu mà nó ra rễ thì mình sẽ cho ra chậu, còn nếu không thì cũng coi như là một thử nghiệm mới. Thì cây hương thảo này thì nó trời mưa nhỏ nhỏ như này thì có thể để ngoài trời cũng được, nhưng mà khi mà nếu mà mưa to ấy, như là mùa hè ở miền Bắc thì hay có mưa to mưa rào ấy, thì các bạn phải chuyển cây vào chỗ có mái tre để tránh là mưa nhiều quá thì gây úng rễ của cây, làm cho cây bị chết. Và còn nếu mà cây nặng quá mà không chuyển vào được thì các bạn có thể lấy cái bạt ấy, che lên, phủ lên cây để cho cây không bị mưa nhiều gây úng.
Trên đây là một vài chia sẻ kinh nghiệm của mình, mình chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì có thể làm theo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.